Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là 20 tháng 7. Lúc này công ty của mình đang còn nhập rác rất nhiều nhé. Hôm nay thời tiết cũng Covid mà lại nói chung là đang bão gió. Mình hôm nay mình quay một cái xe máy cày Belarus 825. Đây. Đấy, cái này được bao nhiêu tấn rồi tú? Cái này chở được bao nhiêu tấn? 11 tấn rưỡi à, cao quá cái vướng cái kia, tí nữa là tốc đi luôn á. Sao bác? Không, chở cao quá. Dạ, lấy nó cao, nó hơi cao tí. Biết rồi, nó cao nên là nó hư cái ấy luôn à. Dạ. Ê, của chú á. Nó cũng vừa cả thôi à, chứ nó không có được độ lên, không phải cao quá độ. Nhưng hôm nay được bao nhiêu tấn đấy? Cái này kiểu như cái tròn với nó cao thôi. Biết rồi, nhưng mà bao nhiêu tấn? Cái này là chở hàng không là 11 tấn rưỡi. 11 tấn, còn hôm nay chở lên Đông Hoa được bao nhiêu? 12, 13 tấn. 23 tấn á? À, đúng rồi. Đấy đi, đấy, vào đi. Để tao... Anh nghiên cứu hả? Đâu, tao quay video lên cho bà con coi tí coi. À, bên nó dòng anh mấy cái này. Ở cái xe Belarus này là 4 máy hả? Nó 4 máy phải không? Dạ. Hay 6 máy? 4 máy ạ. À, 4 máy à. 825. Đấy, xe này đổ hàng xuống đây nha, để cho xe này nè úi vào để băm. 11 tấn, 12 tấn. Đấy, xong rồi, đổ xong rồi. Đấy, chiếc xe này là của bên Tây Ninh nhá. Đấy, mới mua về công ty, mới mua về hai cái, một cái này. Đấy, và cái kia là đi đâu công ty rồi. Để cầu. Này kiểu này là chết rồi. Này hư hết, sập hết. À. Biết rồi. À, kiểu này là chết luôn, sập luôn, chết. Để ta chôn không hết. Đấy, xe này đồ hàng xong đi ơi rớt hết cả năng rớt hết bao dầu. Đấy, bây giờ xe này ủi vào cho ăn luôn, đấy là cho ăn luôn. Này, ủi cái xe có đi cây cột luôn á, gãy cây cột luôn á. Lâu rồi chứ, cẩn thận.
sập bắt đền đó. Làm vừa phải đó. Đây đây là đang cho ăn nha, để hai người lực lưỡng cho ăn liên tục. Đấy, cho ăn. Và máy đặt xong đưa xuống đây, đây này. Đó, đưa đây này. Đấy. Đấy, đây quý vị. Đấy. Ở đây đóng nè. Và ra đây. Đấy. Và ra đây thì để đây. Rồi bắt đầu xúc lên xe. Xe đậu đây, xúc lên.
Thì chiều mai máy cày về bắt đầu Lê Tuấn sẽ quay tiếp xúc hàng lên xe. Mời cả nhà cùng theo dõi. Trong lúc mùa dịch Covid thì rất mong cả nhà hết sức giữ gìn sức khỏe để đảm bảo không có dịch Covid. Rồi Lê Tuấn xin dừng tại đây. Xin chúc cả nhà chúng ta một lần chúc sức khỏe, một lần chào tràn đầy hạnh phúc. Nhớ like và share cho Lê Tuấn. Lê Tuấn xin cảm ơn. Hôm nào Lê Tuấn review luôn một cái xe này cho cả nhà ta xem này, xe điện này. Đấy. Đây, đây review toàn bộ về đấy. Về đây ba máy. Đấy. Thì cái máy kia mai Lê Tuấn sẽ quay tiếp cho chúng ta xem cái máy cho anh kia. Rồi ok, xin chào cả nhà nhé.